Hello, xin chào tất cả các bạn, mình là Bún Quân đây. Và chào mừng các bạn đã trở lại với channel của mình. Mùi hôi dữ vậy? What the hell? Không phải à, Tôi mới đùn à, nguyên cục luôn à. Ok, thì hôm nay mình sẽ chơi một cái tựa game được mang tên là Truyền thuyết của cục tức. Ok, trước khi đã bắt đầu vào video thì nếu các bạn thích thì đừng quên để lại cho mình một like, share video để ủng hộ cho channel của mình. Còn thấy tốt hơn nữa thì các bạn có thể nhấn vào nút đăng ký cũng như nhấn vào cái chuông để nhận được thông báo từ video mới nhất nha. Còn bây giờ thì xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn hãy đến với trò chơi được mang tên là Truyền thuyết của cục cức. Ta-da! Ok, và trò này sẽ chơi như thế nào thì chúng ta sẽ bắt đầu. Let's go. Và bây giờ mình sẽ chơi level 1 này. Level 1 nha anh em. Level 1. Cái cực đáng yêu quá vậy. Ok, bây giờ mình sẽ đặt tên cho con nhỏ này là cục cức non. What the fuck? Nhỏ này tên là cục cức non nha anh em. Trước khi chơi cái game này thì các bạn nào mà đang ăn á thì các bạn hãy qua xem video khác. Còn nếu mà các bạn còn xem được á thì đừng có chửi mình nhá. Và game này thì chỉ là một cái game rất là hài hước và giải trí cho các bạn thôi. Và các bạn nên lưu ý là những bạn nào đang ăn và không xem được thì đừng nên xem rồi mất công vô lại chửi mình nữa. Ok, và bây giờ thì chào mừng đã đến với thế giới rất là nguy hiểm, cục cức đáng yêu của ta à. Con có thể sử dụng nút cách để nhảy lên. Ok. Dạ con cảm ơn. Cái gì mà trong ruột mà nó lại có cái bịch tiền nữa. Nó ăn gì ăn dữ vậy. Ui, đây là trong cái Cái gì kỳ vậy. Từ từ khoan. Sao kỳ vậy. Ok, và bây giờ mình nói thành cục cức. Ok, bây giờ đặt tên lại nha. Đây, mình là cục cức non. Đây là cục cức trưởng lão. Cục cức bô lão. Lão làng á, đúng rồi. Một người trưởng làng đó, đúng rồi, cục cức trưởng làng. Còn đây là cục cức vạm vỡ anh em. Đây là cục cức vạm vỡ. Và nếu các bạn thấy cái game này nó dơ á, thì các bạn nhớ để lại cho mình một like và nhấn vào nút đăng ký để ủng hộ mình đạt được 2 triệu sub trong năm nay nha. Và tiếp theo đây là cục cức bị chảy. Cục cức này cục cức bị bệnh nè, cho nên là nhìn nó rất là ốm yếu anh em à. Rồi, và đây là cái cục cức mà gọi là gọi là gì ta, năng động nhất, thanh xuân nhất, gọi là cute nhất. Còn đây là cục cức gọi là trưởng thành rồi, vạm vỡ rồi, nhìn nó đô đô. Cục cức này gọi là cục cức khô nè anh em. Rồi đi ra đó thì nhiệm vụ của chúng theo cục cức bô lão kêu mình là hãy nhấn nút nhảy để nhảy lên những cái vật thể để chúng ta gọi là vượt chướng ngoại vật. Rồi cục cức nó mình phải tiêu diệt enemy, có nghĩa là đây là những con virus mà làm cho gọi là cái ruột thừa của mình nó gọi là làm cho cái ruột thừa của mình nó bị gọi là cái ruột non ruột già của mình á có vấn đề, nó sẽ hủy hoại. Cho nên mình là những cục cức mà mình phải bảo vệ cho thân chủ của chúng ta chứ. Quá chuẩn luôn, đúng không? Ok, hãy nhớ là hot matter in the corner of the screen show how much like you still. Cái này là mình đang hiện tại là mình có 10 trái tim. Cục cức mà cũng có 10 trái tim nữa. Nó ở cái tầm chất rồi xong, cục cức cute đã bị mất một giọt rồi. Không sao, cục cức cute, cục cức non của chúng ta đã gọi là đây. Ui, mình nhận được một quả cức vàng anh em. Chúng ta còn 2 quả cức vàng nữa là chúng ta xong rồi. Ui. Wow, wow. Cục cức non có thể gọi là gặn cức ra để bắn nữa. Wow, siêu nhân như vậy. Con có thể gọi là thay đổi. Cục cức bô lão kêu mình là con có thể thay đổi gọi là gì ta? Con có thể thay đổi nhân vật để gọi là giải mã từng màn. Ồ, như này đây, cục cức non đâu có sức đâu. Bởi vì chúng ta phải đổi ra cục cức khô. Đây nhìn cái đầu nó khô eo anh em, gọi là cục cức khô. Đấy, sau khi đẩy qua cái là cục cức khô qua được rồi nè. Bây giờ tới cục cức ỉ chảy nè. Bây giờ nhiệm vụ của cục cức ỉ chảy là gì? Cục cức ỉ chảy không nhảy được. Ô, cục cức non nhảy được anh em à. Trời ghê chưa. Nghĩa là cục cức non nó nhẹ, cho nên nó nhảy lên cái cục này nó sẽ biến, nó sẽ được gọi là tẩm. Ok. What the hell? Bây giờ chúng ta hãy đến. Bây giờ mình phải chuyển thành cục cức khô lại. Cục cức khô nó nặng lắm. Cục cức khô nó nặng anh em à. Còn cái cô nặng nên nó nhảy lên nó không có được búng lên, tại nó mập quá, nó béo quá, nó đô quá. Ok, và bây giờ thì mình sẽ đổi thành cục cức non nha. Rồi. Rồi bây giờ là mình sẽ đổi lại thành cục cức non để chiến đấu. Cục cức non nhiều cức lắm anh em. Cục non nhiều cức lắm anh em. What? Ôi trời ơi. Tại sao mình lại đối xử với tao như vậy? Ui ôi ôi, đừng bắt bé. Ê! Ôi, cái gì vậy? Nó nhảy lên được luôn á hả? Trời đất ơi, cái gì mà kỳ cục quá vậy nè. Ok, bây giờ con hãy gồng cực mạnh. Ô, bây giờ là công dụng của cực cức chảy rồi nè. Cức chảy rồi nè. Nhiệm vụ của cức chảy là chúng ta có thể gọi là lên. Ô, cức chảy có thể đi lên treo, đi lên tường được anh em. Xịn xịn xịn. Ô, cái này là gì vậy? Chơi lại từ đầu luôn rồi. Trời đất ơi. Ok, và bây giờ thì mình sẽ chuyển thành lại cục cức ỉ chảy. Hay à, chết một cái là chết luôn đó nha. Chết một cái là chết luôn đó nha. Và bây giờ thôi 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 thôi. Ô ô ô, đây còn cục cức vàng nữa này. Ok, ok, qua được rồi, yeah. À, trời ơi, còn có 2 giọt rồi, đừng mà. Ok, công việc cuối cùng. Ui, mình chưa quen với lại cái phím này anh em à. Ui, làm mẹ gì ở trong đây có cục phô mai vậy. À, cục cức non, mình sẽ lấy cục cức non nhảy. 1, 2, 3. Được 430 điểm anh em à. Oh. Yeah. Cuối cùng cũng đã xong rồi, bây giờ mình sẽ chơi thêm một màn, đó là màn thứ 2 để cho các bạn xem. Đó, thì hình như là game này là trên Steam. Ủa, cái này là gì vậy? Ồ, nhiệm vụ màn tiếp theo nhìn nó ghê ghê vậy. Cố lên nha. Ôi, lần này mình không được cái bô lão chỉ dẫn nữa. Ồ, bây giờ là chúng ta vậy. Các bạn hãy nhấn vào nút đăng ký cũng như nhấn vào nút chia sẻ để giúp mình đạt được 2 triệu sub trong năm nay nha. Ui, cái cục gì đây? Ui, cái con virus gì đây? Bây giờ mình sẽ sử dụng khó đấy. Bây giờ mình sẽ chuyển thành cục cức khô để mình lấy cức vàng. Cức vàng trong truyền thuyết đây rồi. Nó hơi dơ nha anh em. Game này nó hơi dơ. Ui, nó cắn mình kìa. Ai da. Ê, mình chưa có quen, Ui. Ui, quy cục cức khô. Khó vậy nè. Ôi dồi ôi, xém chết anh em ạ. Ok. Ủa, bây giờ mình không lên được nữa hả? Nó có kỳ vậy? Làm sao vậy? Tôi tìm được cất vàng đây. Có nhiều chỗ tôi chưa đi. À, cái này nó đi khó hơn thôi chứ không có gì anh em. Đèo tiền. Ôi, bây giờ té chết. Ui, xém tí chết anh em à. Ồ. Ok, ok, được, ổn. Ui, con gì đây? Con gì mà giống con cá vậy nè. Nhảy lên, cố lên. À, mình sẽ đi được, mình vẫn đi được. Ui, cái này khó này, chỗ này khó này. Nghĩ sao mà đồ chơi với cức non vậy hả? Rồi nữa chứ. Cức non tôi là xịn nhất rồi đó nha. Ôi trời. Cái gì mà địch một cái nữa vậy yêu. À, rồi cố lên nè, cức non. Anh tin cức non làm được. Đó, mình sợ nhất là mấy con này nè. Mấy con virus này nè. Mấy con này, mấy con sáng, mấy con jun nè. Ui, cái gì mà nó nhảy lên được vậy? Thôi mà. Cái gì? Tao đấm mày bây giờ. Nhảy lên, mày ngon mày nhảy lên. Là đéo. Mày nhảy lên. Đấm mày nè, xịt cức luôn. Ok, bây giờ có cức non nè. Nhảy lên. Gì mà dưới đó, dưới dạ dày. Ui, ghê quá anh em, nguy hiểm quá. Ok, qua đây phải không? Ô, thêm một cục cức vàng. Vậy là mình đã có được 3 cục cức vàng trong truyền thuyết rồi. Bởi vậy trò chơi này nó mới có tên gọi là truyền thuyết cục cức non. À! No, trời ơi, tại sao tôi lại dở tới như vậy? Ok, chơi lại anh em. Đây là cục kích vàng trong truyền thuyết thứ 3 đây. Và bây giờ mình phải cẩn thận nha anh em. Phải cẩn thận, đi cẩn thận. Đi cẩn thận còn hơn. Đây đây, nãy tôi chết vì cái cục này đây. Đã. Đấy. Oh, easy. Ok, và cuối cùng mình cũng đã chiến thắng. Và bây giờ mình chỉ còn lại một cái gì vậy? Bây giờ chúng ta còn màn cuối cùng. Chơi luôn anh em. Và nó có level 4 nữa. Mở hết tất cả các màn để mở màn thứ tư. Thì nếu mà các bạn muốn mình chơi tiếp cái game này thì các bạn nhớ để lại bình luận bên dưới nha. Còn bây giờ thì video nó cũng đã dài rồi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video này. Nếu các bạn thích thì đừng quên để lại cho mình một like, share video, ủng hộ cho channel của mình. Còn thấy tốt hơn nữa thì các bạn có thể nhấn vào nút đăng ký cũng như nhấn vào cái chuông để nhận được thông báo từ video mới nhất nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye. Peace.